Ôi trời ơi, cái chỗ này chắc phải quên đăng rồi. À, cái tức là nói nôm na thì bây tao nói chắc nó có chứng. Covid-19 hiện giờ đang quay lại mà biến thể Delta nha, cao ngoài đời thường nữa, biến thể Delta hiện giờ đang quay lại nước Mỹ và họ có một cái bệnh viện nó đang cầu cứu, bệnh viện nha, đang cầu cứu nước, đang cầu cứu bệnh viện Mỹ á, đã tại Mỹ đang cầu cứu biết thế nào. Ta đang rồi tôi để đâu tôi bên mẹ rồi giờ moi nữa mệt quá thôi ta chỉ báo cáo thì biết là chuyện đó nó có thật. Ta sẽ đưa lên sao, ta đi tìm là ta đưa lên sao. Đó là một cái bang ở một cái tiểu bang của nước Mỹ, hiện giờ cái Covid-19 là biến thể Delta nó đang hoành hành và người ta nhập viện đầy nhóc hết, có nghĩa là người ta nhập viện rất là cao và bây giờ bệnh viện nó coi như là mất khả dụng, có nghĩa là không còn để mà hoạt động được nữa, có nghĩa là quá tải á. Thì hiện giờ nó đang lan lên tiếng ở liên bang để mà cầu cứu đó, nước Mỹ sao không lo đi và ta sẽ đưa ức của nó lên sao. Báo gì ta tôi quên mẹ rồi. Có đứa nào ở trong diễn đàn có đứa nào thì nhắc người ta ở đâu tao cũng quên mẹ nó mất rồi, nó có đó. Thì cái biểu hiện mà con đưa lên là thủ tướng Phạm Bình Minh là ông nói rất là xúc động, một câu nói rất là ngắn ngắn gọn thôi nhưng mình cứ hiểu được tâm tư của những người lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở cả nước họ đang nhìn về thành phố Hồ Chí Minh và ai cũng muốn là thành phố Hồ Chí Minh là phải dẹp cho bằng được cái ổ dịch này, Đúng thấy rồi, không? phải Chỉ đó là cái chuyện cắt được cái phải chuỗi lây bắt nhiễm. buộc, phải cắt được, là bởi vì cái đầu tàu của cả nước, cái nguồn kinh tế cửa ngõ quan trọng của cả nước và thế giới thì thường họ đi vào thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường xuất khẩu kim ngạch các cái đều vào thành phố Hồ Chí Minh hết. Thì tất cả mọi người đều đó chứ đừng có chuyện mà nó ở rượu bỏ rơi thành phố, bỏ cái mã cha mày uống mẹ mày uống má mà cu má cu đen uống mẹ mày, tao không lẽ tao ngồi tao gõ mõ tụng kinh tao chửi mày hoài, thiệt là Nhưng mà người thế mà này mày nè không bố, đáng. qua hai cái này nè, một là cái ta tớ bố vừa cho xem, cái thứ hai nữa là cái nãy cái giọng điệu của A Quy là vô địch Vũ Hán gì đó đúng chưa? Nó đại khái Thì ở biến đây nghĩa nghĩa mai đủ má mày lo dạ không, mày dạ ở biết con hiểu nhưng mà ý cô nói là cái tức là đầu tiên mình nghe vào thì mình cảm thấy bức xúc, nhưng mà nếu mà bình tĩnh lại, thực ra là cái theo con á, theo cá nhân con, cái đó cũng tốt, là để làm gì? Để cho người dân thấy được rằng cái bản bản chất chất bản chất của bản những chất cái thế lực chống phá mà nó từng hô hào thế này thế nọ, nó sẽ lộ ra hết trong cái tình hình mà dịch bệnh nó bùng phát thế này, bố công nhận không? Thì đó đó cũng là một cái mặt, gọi là cái, tức là cái gì nó cũng hai mặt, cái đó cũng là cái mặt tích cực. Để đó nhiều khi ví dụ bố con mình nói đi, thì người dân nói là mình bảo vệ, là mình bưng bô thế này thế nọ, đúng không ạ? Đúng không, là mình bảo vệ, mình bao che. Còn đó thà để chính những cái luận điệu của những cái thế lực thù địch này nó tuôn ra đây nè, nó tự tố đó cáo đấy, nó tự đó nó tố tự cáo nó đấy tự nó tự nó đưa nó lưng ra cho người dân thấy được cái bản chất của tụi nó như thế nào từ ngày xưa đến bây giờ đó, đúng và đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh này, đúng không? Đây là cái cơ hội nó muốn người dân chết, nói thẳng là như vậy. nói vậy Đây từ là xưa cái vậy cơ đó. hội nó muốn người dân để chết cho nhiều lên, để làm gì? Để người dân loạn, đúng không ạ? Bởi bởi vì Đó, tao mới nói mang là dân là chị cái công cụ, bởi Đảng Xuân nó là không có sai chí nào hết đó, nó mang dân là cái công cụ cho tụi nó thôi đó. bởi vậy tao mới nói thì nó tao giờ không biết kêu nó bằng cái gì, tao nói rồi nãy rồi đó, có nghĩa là có những con thú dữ mình vô là mà thấy hết hồn rồi, thứ nhất là sư tử, thứ hai là tiger là cọp, thứ ba là gấu rồi, cái như chẳng bao giờ nó ăn thịt đồng loại nó cả, mà tụi này ra ăn thịt đồng loại thì tao không hiểu nó đã tụi kia gọi là thú rồi tao không nói, còn kia cái từ cái này nó còn tại hơn thú kêu bằng con gì tao còn không biết con gì nữa giờ tao. Thành ra mình không cần phải bàn mấy chuyện này. Tôi nói thay cho đồng bào tôi đủ, trời ơi rồi má quá ôi trời ơi rồi ta nghe là Đấu tao tranh cho nghe dân tôi, dân tôi đấu tranh tao cho đi dân rồi tôi đúng không? ôi trời ơi tao nghe tôi muốn ép đi, tôi muốn chết ghê rồi má khổ ghê nó nhiều quá quâm mà nó có nhiều cái chuyện buồn cười phát thiệt mày biết rồi tao cũng thấy đủ tụi nó đi đi khùng khùng rồi sao trăm thằng lên ở Thái Lan mà thấy 100 thằng lên là 100 thằng rồi bắt đầu gọi tầm bậy tầm bạ rồi không gái trai cũng dành năng độ cũng đi ra rồi bư rác rồi kiếm ăn ở bên này mà tao thấy tao chán rồi mà vậy mà không biết thân thấy thân ngộ mà nó không biết gì cả, nó không biết về thế xã hội, nó không biết về chế độ cũ chế độ mới, nó không biết vấn đề ngoại bang như thế nào, không biết vấn đề tại sao có chiến tranh gì nào, tại làm sao có những người giết người ở trong chiến tranh, tại làm sao có những vụ thảm sát, nói chung nó không biết tất tần tật, không biết mẹ gì hết đó, mà nó lên nó toàn là chuyện tào lao luôn mà.
khó vậy, đâu Lại khó được. là chứ. Cũng may, thực ra là cũng may, cũng qua những câu chuyện như thế này á, là để đưa ra để cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy được, đúng không ạ? Đó, rõ ràng những khuyên tất cả chúng ta lên tham gia, chúng ta đấu tranh thì nhiều khi người dân họ còn Nói mập chung mờ, thì đúng không? Mới ngày đầu bố thì bố không để tâm, nói chung là những ngày đầu bố lên trên không gian mạng này đó, rõ ràng đâu có không có danh từ đấu tranh, nhưng mà tao thấy tao tức là coi cho bịch tụi nó phét nó dốc ta, cái tao không có biết đấu tranh là con mẹ gì đâu, rồi rồi xuống từ từ cái hàng tháng thì thôi thẳng lên đây tao cũng nói thẳng luôn, tao chống lại những cái luận điệu mà coi như nó phản bác và nó làm hại đất nước tao là tao ghét, bởi tao đã tánh nó rồi, tao nói rồi, tao tao đã từng nói một cái câu mà tụi bây giờ nếu tụi quay lại nói cổ cai cổ đất nước tao, dù muốn không bây giờ cái cọng hành héo á, cái cọng hành héo của đất nước tao cũng là của tao, đừng nói chỉ cọng ngay cọng hành héo héo thì đương nhiên nó phi xìu rồi, nhưng mà cái đó cũng là của ta, đừng nói Đúng chỉ tụi rồi. mà đánh tao là vậy đó. Tao ghét cái thứ nào mà đứng sau, bởi vì dù muốn không con chó nó chẳng bao giờ nó chê chủ nhà nghèo hay là giàu cả, tụi bay thua có một con chó nữa. Đúng rồi. Nói thiệt rõ ràng, nhưng mà tôi thiệt mà tôi ghét tôi biết là bị tao bị lôi vào có những cái mà tao tụi nó nói phét quá cho nên tao phản biện, như ngày xưa thì có còn gì Sơn Tây Hùng Lân Hùng Thảm này kia hay đủ biết mà giờ mà thấy không, bây giờ bãi đáp có chuyện mà nó ngộ chỗ này, nó ngộ chỗ này kia, hệ nó thấy đất nước Việt Nam mình nó phát triển không phát triển thì nó cũng chửi, khi phát triển thì nó cũng chửi, giàu có nó cũng chửi, đủ mà nói chung là tất tần tật đụng nó chửi đủ tùm lum ra, mày không làm nó cũng chửi, làm nó cũng chửi, mà đủ nói chung là cái gì nó cũng chửi được, nó chửi nhiều cái vui lắm kìa, nó chỉ nhiều cái buồn cười đó mà còn cười thôi, trả lời nó chó nó mệt tụi. Không giải tỏa thì làm sao mà xây nhà, không giải tỏa thì làm sao xây cầu được, mà giải tỏa xong rồi đền bù xong nó cũng chửi, đủ mà không giải tỏa nó cũng chửi, hay không giải tỏa thì đủ má giải phóng mấy chục năm rồi mà giờ đường xa về đủ thua đủ Campuchia thua lại bị đủ má xong đâu ta, người ta đâu có ý câu đó đảm mẹ gì, nhưng mà khi người ta làm nó công trình bắt đầu quốc lộ xuyên á hay là những cái cầu đường hoặc là vượt cảm đủ má xây cầu nó không, nói chung là cái gì nó cũng chửi, làm nó cũng chửi, không làm nó cũng chửi, mà không biết nó chửi cái gì, riết cùng người ta làm đây ta làm vì công tâm, ta làm vì lợi ích nước nhà chứ không phải vì tụi bay chửi, mà ta làm không phải vậy, tụi này nó ngu đến mức độ vậy, nó mày không ta không hiểu Đúng rồi. gặp nó đây nó anh có thiệt mày tao quá là làm nhân thủ chết mẹ này đấy hết đủ chân chú cụ chết đội, mà tao nghe bây giờ tao nhớ là cái vụ hồi xưa mà nó gọi là cái bốt bốt sạch bốt gì đó, cái là cái trạm thu thuế mà của tư nhân BOT. BOT đó, thì có một cái thằng đó bị bắt rồi chắc tao nghe nói vậy, bây Cái giờ muốn chỗ làm cái làm. này đúng là phải không, không biết nó ở ngoài Hà Nội nó chở nó đổ tiền lẻ, nó đổ tiền lẻ nó mình nó vô một xe chục mà đưa ra qua, tức như là nó làm Nguyên nhãn câu luôn đúng không? giờ có nghĩa là nguyên cái đám đó là đủ mấy việc thay trả tiền cho nó lẻ không, nó trả nó bắt ta đếm một đồng từ đồng thì 50 cent tính đồng 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 đến mấy trăm đồng đùa nội đếm nó không hết là một xe hết tiếng mấy hồ, nó bắt ta đếm về đù gặp tao tao bắn vô đầu rồi đủ ở mà đếm đủ mệt đúng, bởi Việt Nam mà tao nói rồi cái luật pháp Việt Nam quá hiền là quá nhân văn, thằng ra tụi này nó giữ ngươi nó lừng nó lì hiểu không, đủ mà ngon qua Mỹ nè mà làm đi đủ mà tôi xuống xe dạ em xuống đủ mà quay em lại dạ đưa ai ra làm sao dạ đủ mà dám cự không cự đủ mà nó quýnh chết mẹ luôn không cho bắn nát ráo luôn, vợ tụi này mới tới thiệt là tao đã từng đưa tất cả những cái thước phim vì cảnh sát Mỹ mà nó chặn xe lại như nó quay đèn nha, mà tụi bay từ xưa mày biết rồi vì không lẽ đi hoài đủ tao nó bị đó, nhưng mà tụi nó lại không hiểu đủ má lỡ lúc nào nó than quát dân chủ dân quyền dân quần què đủ má đập tao đủ tao tao nói mày rồi chỉ mất nước 50% của nước Mỹ thôi, 50% của quốc gia Mỹ thôi là được coi như là sạch máu quân thù luôn, tao nói mày rồi mà đủ mấy đứa chẳng trái ra mà quên đưa con phải ra là chặt chẳng phải đủ má, tao là vậy đó vậy mới được, nhưng dẹp loạn 12 số quân là phải cỡ vậy mới được đủ má nó là nhân dân cụi gặp tao là chết mẹ đủ phải không, muốn như dân đi là phải vậy đủ má ở ra mà cái thứ đủ mà hở ra đủ mở tao từ bật mỗi lần tôi lên hai chữ liền, bởi vì có nhiều cái mà nó đòi hỏi nhiều cái thích buồn cười nó buồn cười lắm đủ, bây giờ nó cứ quấy đủ vô chuyện mà nhà nước bỏ tiền ra để mà cứu dân này kia để rồi đâu tiền đâu tiền đâu tiền sao phát cái dân tụng
đủ mấy cái hỏi về tiền đủ, bây giờ đủ mua thức ăn nó phát rồi, nói chung là cái chuyện nhà nước ta làm, ta không cần phải di xích từ bay, biết làm sao đất nước tao tốt, đất nước tao không có ai đói mà chết đói ngoài đường, không nằm lăn ngoài đường ngủ giống như hình lép ở ngoài kia là ok rồi, kệ mẹ em ta, tao ứng nước sao tao làm gì cho người ta. Nó đòi hỏi tại làm sao lấy cái tiền nó không chia cho dân, chia làm gì, chia cho nó đánh bài hả, chia cho nó ra cây hiên nội chơi hả, cho đi lây bệnh hả. Ô cái tuổi này nó đụng đúng thứ dục má đài đầu thì đầu đầu đất, mà lúc nào cũng lên mạng đủ mới làm giống người ta là tiến sĩ giảng viên đại học rồi, nguyên thuyên nói đủ, không biết mẹ cái rồi tào Kỳ lao Giang, bà. Kỳ Giang nó nói, nó chắc bố cầm nói nghe nhột kìa, không biết nhột gì kìa. Tao không có cần nhậu, tao tao chửi á, đụ má nào nhậu lương diễn kìa, mẹ tụi bay rượu má gặp tao cái đêm tụi bay ra tao mắc mẹ trên trời, chỉ có những con sâu thì tụi bay rượu mới làm những chuyện rùi bu, trong khi đó cả nước hiện giờ tao đang căng mình chống dịch thì bắt đầu có ngồi bên này xuyên tạc trời ơi, rau này đủ nó cho ăn thúi kìa đủ má, rồi cửa hàng chỉ bắt mắt kinh khủng kìa đủ má, trời ơi đủ má tiếng tào lao mệt gì vậy. Nhà Trắng chuẩn bị đội phản ứng nhanh vì biến thể Delta COVID-19 dữ Đúng rồi đó, đủ mẹ lo mày về Mỹ đế mày lo đi, tao hờn qua tợ xuyên lạnh tuốt tuốt luốc rồi giáp với Canada, người ta đéo sợ có gì, tao chạy bên kia tao chạy về đủ á đủ mẹ má, Cảm ơn Trần Đình lo Sơn nha. ở đây nếu lo đủ má, mà ở Mỹ thì nếu lo lo xỏ mỏ về đủ má gì Việt Nam mà đủ, nó ở nửa bán cầu đủ má, đéo biết gì Việt Nam cả đủ, thiệt tình khổ đủ. Tao nói rồi ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có tao gọi điện thoại về các phu nhân của tao từ các quận có luôn, báo cáo tình hình xong tao lên trên đám đỏ luôn, trời tao biết mày mấy tào lao xạo đục sự mệt bởi tao nói thiệt như mày, nói tụi này là nói muôn đời muôn kiếp cũng không 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 hết chuyện, nó cả muôn đời muôn kiếp vậy mà phải chi nó là cái người mà được quyền, ví dụ nó là như là nó như là trung tá hoặc là trung tướng chế độ cũ, là cái vì chỗ thua trận sủng quốc còn có cái lý do tha thứ với mẹ tao đâu, còn có một cái lý do, còn có một lý do ở tại tao tức tao ta ngày xưa vậy, nó có là cái gì đâu, nó có là cái gì hết trơn á, nó dưới đầu gối người ta chưa ra nữa. Cái lúc mà bay mới 70 năm mà nó dưới đầu gối chưa ra đời biết gì Đúng rồi. mày đặt chỗ má tao láo khốn nạn, tôi này rất là khốn nạn bởi mà trời nó ngộ mày, tao thì tao không tin dị đoan nhưng mà tao đi cái mấy cái thằng nó không nào nói gì nghèo sơ nghèo sát, bởi chính nó nghèo sơ nghèo sát mới nếu ăn mày dĩ dãn á, chứ nó giàu thì nó đâu có làm ăn mày chi, thằng nào cũng lấy được má mà tao nói chuyện với tôi nhổ nước bọt phẹt phẹt mày phải không Rồi. chuyện mệt. Ok, con tôi bố xuống đi, con ăn nào lên đó lên chỗ mỏ đi đủ má mời hết lên đi đủ mà tao dẫn chứng cho mà nghe đủ má Cảm ơn bố. Cảm ơn bố cầm rất là nhiều.